Chào quý anh chị và các bạn. Quý vị thân mến, trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách dự đoán cái vận hung cát của mình trong năm 2020 qua cái việc mà xem bói cái ngày sinh của mình. Thì xem bói ngày sinh thì dựa trên cái cơ sở là thần số học sẽ cho ra những cái dự đoán về bói thần số học năm 2020 là khá chính xác. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng xem qua cái nội dung sau đây. Và dựa vào cái ngày tháng năm sinh của mình, Chiêm Tinh Phương Đông có các cái trường phái bói toán chuẩn xác như là tứ trụ, tử vi đầu số. Phương Tây cũng có cái hình thức dự chắc vận mệnh của con người khá chính xác là bói thần số học. Ngoài tử vi 2020 thông qua nhiều cái dạng con số, nhất là lá số tử vi có thể đưa ra những cái dự đoán hữu ích về tính cách, tình hình công việc, tiền bạc, chuyện tình cảm của mỗi người trong cái năm 2020 này. Và sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn là cách tính con số tử vi trong năm 2020 dương lịch. Trước hết là chúng ta lấy con số của ngày sinh, tháng sinh, năm sinh cộng lại, cộng thêm với các con số của năm cần dự đoán vận mệnh, tức là năm 2020. Tiếp tục cộng cho đến khi kết quả cuối cùng là một con số có một chữ số, xem và đối chiếu với cái kết quả bên dưới của chúng tôi. Ví dụ như bạn sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 1990 dương lịch, dự đoán vận mệnh năm 2020 thì cách tính sẽ như sau. Chúng ta lấy 1 cộng 1 cộng 1 cộng 9 cộng 9 cộng 0 cộng 2 cộng 0 cộng 2 cộng 0 bằng 34. Suy ra thì 3 cộng với 4 bằng 7. Theo đó thì con số tử vi trong năm 2020 của bạn là 7. Đối chiếu với dự đoán vận mệnh bên dưới sẽ tìm thấy cái kết quả. Chúng ta lưu ý là nếu kết quả cho ra là hai chữ số thì chúng ta tiếp tục cộng cho đến khi còn một chữ số. Ví dụ như là 8 cộng với 3 bằng 11 thì lấy 1 cộng 1 bằng 2. Và ở đây tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ ở đây là cái dự đoán cái vận mệnh bằng cái thần số học theo các cái con số cụ thể từ 1 đến 9. Nếu con số là chúng ta cộng lại mà bằng 1, bói thần số học năm 2020 cho thấy sẽ có những cái khởi động mới, cơ hội mới. Do đó mà bạn hãy loại bỏ bớt cái gánh nặng của bản thân bằng việc là loại bỏ bớt đi những cái cách thức cũ, con người cũ, những cái việc đã chẳng thể hỗ trợ mà còn kéo lùi bạn trong cái năm vừa qua. Học thêm những cái phương thức mới, tập trung vào đó và không ngừng khuyến khích bản thân bước ra khỏi những cái giới hạn mà bạn đã đặt ra một cách vô căn cứ cho bản thân từ trước đó. Để có được kết quả tốt nhất, chớ nên cứng đầu, ngại thay đổi hay sáng tạo với những ý tưởng mà tham vọng của bạn. Năm 2020 sẽ là năm của chăm chỉ, quyết tâm và kết quả hứa hẹn sẽ rất bất ngờ. Nếu bạn còn thiếu tập trung hay nghi ngờ hiện tại và trốn tránh việc lập kế hoạch cho tương lai thì sẽ càng hạn chế cái năng lực thực tế của bản thân mà thôi. Đây là giai đoạn đòi hỏi tập trung cao độ cho cái sự tỉnh thức và thay đổi, khám phá những cái định hướng cụ thể mới. Đừng quên cảm ơn những ai đang hỗ trợ bạn tạo nên cái nền tảng an toàn chắc chắn để bạn có thể dễ dàng cất cánh. Đừng ngại ngùng, hãy nắm bắt cơ hội, thách thức và biến chúng thành cái thực tế bằng cái việc là theo đuổi sự chân thành và trung thực. Nhớ tập trung vào cái điều gì để tạo nên cái sự khác biệt và khiến bạn có thể nổi bật. Về phương diện tiền bạc thì năm mới có nhiều tài lộc và may mắn đến với bạn nhờ cái sự sáng tạo và việc bạn cam kết tới cùng để xây dựng ước mơ. Về phương diện tình cảm, sự cứng đầu của bạn ảnh hưởng tới cái mối quan hệ khá nhiều khi mà đối phương nhận ra bạn chẳng bao giờ chịu lắng nghe họ cả. Về phương diện sức khỏe, thường xuyên chịu áp lực nên là sức khỏe giảm sút nhưng tinh thần luôn phấn chấn nên bạn vẫn làm việc không mệt mỏi. Như thế không có chuyện gì xảy ra. Nếu kết quả của bạn là con số 2, khi mà cộng ngày tháng năm sinh và cái năm dự đoán 2020 của mình lại thì kết quả được là số 2, thì chúng ta sẽ dự đoán như sau.
Theo dự đoán thần số học năm 2020, đây là cái giai đoạn để hợp tác, học cách cân bằng, kiên nhẫn, mọi thứ cần phải được đưa về cái trạng thái cân bằng, đòi hỏi bạn học cách nắm lấy tất cả những cái thông tin đến với mình với thái độ không phán xét. Năm 2020 hứa hẹn vai trò cá nhân để được nâng cao khi mà được kết nối với mọi người. Hãy tập trung vào các cái mối quan hệ, chú ý tỉ mỉ đến các cái chi tiết, thời gian cũng phải chính xác. Tin tưởng vào các cái mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra thì đừng quên lắng nghe trực giác của bạn. Tuy nhiên thì bạn đừng nóng vội. Nhớ tin tưởng và kiên nhẫn thực hiện theo kế hoạch một cách ổn định, vững vàng. Thậm chí phút cuối mà bạn vội thì tình thế cũng có thể lật ngược. Về phương diện tiền bạc, bạn rất nhạy cảm với năng lượng xung quanh và nhờ đó bạn tránh xa được những cái khoản đầu tư rủi ro, những người muốn lừa gạt tiền bạc của bạn. Về phương diện tình cảm, không có khó khăn gì khi mà bạn xây dựng cái mối quan hệ tình cảm dựa vào với sự chân thành. Vì thế mà bạn chỉ cần lắng nghe trái tim mình là đủ. Năm nay, bạn hãy duy trì việc giao tiếp mọi người bằng cái lòng trắc ẩn và sự nhạy cảm vốn có. Về phương diện sức khỏe, nếu đã bắt đầu có một lộ trình luyện tập nào đó, bạn nên kiên nhẫn, không thể có kết quả nhanh chóng được như người ta vẫn quảng cáo rầm rộ ngoài kia đâu. Điều cần tập trung vẫn là một cái cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Và nếu kết quả cộng lại của bạn là con số 3, thì theo bói thần số học, người có số tử vi là 3, nên tương tác nhiều hơn với những người bạn cảm thấy tích cực. Năm mới nên đi du lịch nhiều hơn để tinh thần lạc quan, phơi phới hơn. Năm nay, bạn nên học cách là điều chỉnh sự sáng tạo vì việc sử dụng chúng sai cách là một cái sự lãng phí năng lực. Hãy dần áp dụng chúng vào cuộc sống để bạn có thể tiến xa hơn với những cái giới hạn mà bạn chưa từng dám nghĩ tới. Niềm vui lớn trong việc nuôi dưỡng những cái giá trị tâm hồn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn trong cái năm nay. Bạn chẳng cần đuổi theo những cái ảo vọng hoặc là những cái gì mà quá vật chất vì bạn tin rằng điều có giá trị về tâm hồn sẽ là công cụ để xây dựng điều có ý nghĩa sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian. Năm 2020, bạn đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn của mình trở nên phong phú hơn thông qua cái việc là viết lách, nói, nghệ thuật, khiêu vũ hoặc là âm nhạc. Trí tưởng tượng của bạn là vô hạn, đừng ngại thực hiện những cái dự định táo bạo. Năm 2020, bạn sẽ được hỗ trợ đặc biệt để đạt được ước mơ. Việc kết nối xã hội, đặc biệt gia đình, sẽ rất tốt cho người có số tử vi là 3. Họ là nơi hỗ trợ cho bạn rất nhiều về khía cạnh tinh thần trong cái năm mới. Về phương diện tiền bạc, công việc thuận lợi, nhiều dự án thành công, tình hình tài chính sẽ tăng trưởng mạnh. Về phương diện tình cảm, bản mệnh không cần chia sẻ cảm xúc của bạn một cách cởi mở quá, nếu không bạn sẽ dễ bị tổn thương vì những cái lời nói vô tâm. Về phương diện sức khỏe tốt khi bạn rất tích cực tham gia vào các hoạt động, khiến tinh thần trở nên hứng thú hơn. Ngoài ra, bạn cũng khá hài lòng với cái chế độ ăn uống lành mạnh hiện tại. Nếu cộng lại cái kết quả bạn thu được là con số 4, thì trong năm 2020, bạn được hỗ trợ bởi cái năng lượng nền tảng an toàn từ quá khứ. Chúng mang lại cho bạn cái cảm giác cân bằng, an tâm khi mà đặt cái mục tiêu phù hợp với cái giá trị thực. Bạn được sống với chính mình, không còn tâm lý đè nặng vì phải mặc chiếc áo quá rộng như trước đây. Điều mà bản mệnh phải lưu ý đó là nhớ sắp xếp các cái ý tưởng và chiến lược của bạn thành một cái kế hoạch mạch lạc rõ ràng. Bạn càng giỏi dự đoán tình hình bao nhiêu thì cái cơ hội thành công càng cao. Năm mới, bạn nhớ làm việc chăm chỉ để thực hiện hóa cái ý tưởng, gặt hái những cái phần thưởng đặc biệt mà bạn xứng đáng nhận được. Ngoài ra thì đừng quên xây dựng ước mơ của bạn một cách có phương pháp thực tế, nhất định tránh xa những cái ý tưởng viển vông. Bạn nên quan tâm tới các cái chi tiết một cách tỉ mỉ vì chúng ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng của bạn rất nhiều. Sự tỏa sáng của bạn đã đặt nền tảng từ đây và hứa hẹn chúng có thể được hoàn thành vào cái năm 2020. Về phương diện tiền bạc, nên có kế hoạch chi tiêu từ đầu năm để tránh cái tình trạng quá nhiều khoản chi bất ngờ nhưng bạn không thể nào là xoay sở được. Về phương diện tình cảm, tập trung vào cái mối quan hệ trong cái gia đình và là xây dựng một cái nền tảng đảm bảo
sự an toàn cho các cái thành viên, một số người quyết định lập gia đình trong cái thời gian này. Về phương diện sức khỏe thì sức khỏe của bản mệnh năm nay bị ảnh hưởng khá nhiều khi mà làm việc quá sức, không dành đủ cái thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu kết quả cộng lại của bạn là con số 5 thì năm nay bạn nên nắm bắt sự thay đổi như là một cái điều tất yếu trong cuộc sống của bạn. Lúc đó bạn sẽ không cảm thấy khó chịu, áp lực nữa mà có thể toàn tâm, toàn lực tập trung phát triển cái hướng đi mới. Tự do là chìa khóa cho bạn trong năm nay. Vì vậy, hãy linh hoạt nhất có thể để có thể thích nghi với cái mọi cái hoàn cảnh sống. Điều này có nghĩa là cơ hội thực hiện hóa các cái mục tiêu của bạn rất lớn với vận may to lớn đang chờ bạn trong cái năm 2020. Năm nay là cái thời kỳ cho sự thay đổi và đột phá. Bạn chỉ có thể phát triển được bản thân bằng cách là chấp nhận rủi ro và sử dụng trách nhiệm và đạo đức để thực hiện ước mơ của bạn cho đến cùng. Sau khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì trong năm 2020 thì bạn nên thể hiện sự độc lập, rõ ràng, minh bạch, đưa ra cái quyết định lớn và nhỏ một cách nhanh chóng để năng lượng của bạn không bị đình trệ. Về phương diện tiền bạc được cải thiện dư giả hơn trong cái năm vừa qua khi mà bạn quyết liệt hơn, dứt khoát hơn với các cái cơ hội đến với mình. Về phương diện tình cảm, nên kết nối với những cái người khác và chia sẻ ý tưởng mới là điều cần thiết. Có thể thấy một nửa của bạn thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với bạn mọi điều trong công việc. Về phương diện sức khỏe ổn định khi tinh thần lạc quan, tươi vui. Có những cái lần bị ốm nhưng không đáng kể vì bạn biết cách chăm sóc bản thân mình rất tốt. Nếu kết quả cộng lại là con số 6, thì trong cái năm nay trách nhiệm của người có cái lá số tử vi là 6 lúc này tăng lên đáng kể. Nhưng đừng lo lắng quá nhiều vì bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm. Đây là cái thời gian để bạn tích lũy kinh nghiệm, chưa đến lúc bung lụa nên là dành nhiều thời gian để quan sát, học hỏi hơn là cố gắng đưa ra cái quyết định. Năm nay bản mệnh thể hiện rất nhiều niềm đam mê của bạn đối với cuộc sống. Có thể nói lòng trắc ẩn của bạn được mở rộng mạnh mẽ trong suốt năm. Bạn muốn rằng mình sẽ đóng góp một phần bé nhỏ để giúp cho cuộc sống và môi trường xung quanh trở nên tốt đẹp và đẹp đẽ hơn. Năm 2020 này bạn nên tập trung về tài chính vì đây là lúc mà bạn được hỗ trợ đầy đủ để có những cái bước tiến lớn. Tất nhiên là may mắn cũng phải đi cùng với việc bạn phải làm việc chăm chỉ để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Về vấn đề tiền bạc, cuộc sống tạm ổn vẫn có thể duy trì sở thích nhưng chưa thể rủng rỉnh tiền bạc, vẫn nên tập trung vào việc là tiết kiệm là hơn. Về phương diện tình cảm, tình yêu gõ cửa cho những ai đang độc thân và những cái cặp đôi sẽ có những cái tín hiệu khởi sắc như là cưới hỏi, bầu bí trong cái thời gian này. Và về cái phương diện sức khỏe thì người có lá số tử vi này bỏ bê cái việc chăm sóc bản thân, nhận có nhiều cái trách nhiệm, mất cân bằng cảm xúc, kiểm soát người khác. Và nếu kết quả cộng lại của chúng ta là con số 7 thì lời khuyên cho bạn đó là hãy lắng nghe và hành động dựa trên trực quan mạnh mẽ trong năm nay. Những hiểu biết này có thể được khai thác thành vàng, thành tiền bạc vì đó chính là cái lợi thế của bạn mà không phải ai cũng có được. Hãy suy nghĩ về các kế hoạch của bạn và thực hiện những cái ý tưởng tuyệt vời. Đừng lo lắng quá nhiều vì thực tế chẳng có việc gì là không rủi ro đâu. Có đôi khi bạn suy nghĩ quá mức rồi nảy sinh tâm lý lo lắng, nghi ngờ nên khó ra quyết định. Nhưng thực tế, từ những cái giây bạn phút ban đầu khi mà đối mặt với cái tình huống bạn đã biết bạn nên làm gì rồi. Hãy tin vào linh cảm của bạn. Năm 2020, chúng là cái nhân tố chính tạo nên cái điều kiện cho bạn có cái tầm nhìn tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Trí tuệ của bạn mở rộng theo cấp số nhân thông qua cái việc học tập và cái khả năng phân tích tình hình, gia tăng kiến thức và cái sự hiểu biết bền vững. Dường như bạn có cái khả năng trở thành cái cầu nối giữa các cái cõi tâm linh và vật chất. Bạn có thể đi đến gốc rễ của vấn đề và bắt đầu xây dựng một cái nền tảng lâu dài dựa trên cách tìm hiểu giá trị cốt lõi cũng như cái khả năng thực sự của bản thân. Về phương diện tiền bạc, bạn phải đầu tư khá nhiều nên nguồn thu chưa có nhiều hứa hẹn sẽ tăng lên vượt trội trong cái thời gian tới. Về phương diện tình cảm, dường như bản mệnh không đủ thời gian cho chuyện tình cảm nên người độc thân khá lơ là cái việc tìm kiếm người mới. Hơn nữa thì bạn quá nhạy cảm nên là đoán biết rõ cái tính cách của đối phương. Việc yêu ai đó đối với bạn là điều hết sức khó khăn. Các cặp đôi dễ có mâu thuẫn trong cái thời gian này vì ít sự gắn kết. Về phương diện sức khỏe, nghỉ ngơi và trẻ hóa để bạn có thể tận dụng giai đoạn tốt nhất này của cuộc sống.
Nếu bạn dành đủ thời gian cho việc tĩnh tâm và thư giãn thì linh cảm của bạn càng đúng. Và nếu con số cộng lại của bạn là con số 8 thì trong năm 2020 bản mệnh phải đấu tranh trong suy nghĩ của mình rất nhiều. Nghi ngờ sức mạnh của chính mình là cách sai lầm khiến bạn khó bước tới thành công. Hãy tin rằng bạn hoàn toàn đủ khả năng để thực hiện các cái mục tiêu. Đây là năm bạn được trao quyền và trở thành người lãnh đạo. Nhờ đó mà bạn có nhiều động lực để thể hiện bản thân và sự thôi thúc bước lên cái tầm cao mới là cần thiết. Hãy an tâm rằng sẽ có nhiều người hỗ trợ bạn, nên tiếp tục tin tưởng vào những việc mình làm. Những suy nghĩ tích cực và hình dung về tương lai sẽ dẫn dắt bạn tới thành công. Hãy đa dạng các cái cơ hội nhằm thực hiện hóa cái tầm nhìn của bản thân. Bước sang năm 2020 thì bạn có cái nền tảng tốt để biến giấc mơ của mình thành hiện thực với cái sự hỗ trợ của rất nhiều người. Việc người có số tử vi là 8 từng vượt qua những cái trở ngại trước đây đã khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, bất chấp nỗi sợ hãi. Năm nay, bạn bận rộn và tiêu hao rất nhiều cái năng lượng, nhưng cuối cùng chúng đã mang lại những cái phần thưởng tuyệt vời, đáng để mong chờ. Và về cái phương diện tiền bạc thì một năm tập trung khá nhiều tới vấn đề tài chính và chúng mang lại cho bạn kết quả rực rỡ. Về phương diện tình cảm, áp lực trong công việc khiến bạn thường xuyên nóng nảy và trút giận lên người thân. Việc này ảnh hưởng không ít tới mối quan hệ xung quanh mình. Một số người độc thân không thấy có cái điều gì là khởi sắc trong cái chuyện tình cảm mình trong cái thời gian này. Về phương diện sức khỏe, do cái khối lượng công việc là quá nhiều nên việc này có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn, thường xuyên bị stress, căng thẳng. Hãy cố gắng cân bằng sức khỏe, thể chất và tinh thần mỗi ngày để duy trì cái cuộc sống lành mạnh. Và nếu kết quả cộng lại của các bạn là con số 9 thì xem bói thần số học năm 2020 chỉ ra rằng bản mệnh có thể hoàn thành những cái mục tiêu mà bạn đã lên kế hoạch từ suốt trong những cái thời gian qua. Chúng giúp bạn giải phóng các cái mối quan hệ và niềm tin khiến bạn bị mắc kẹt trong cái lối tư duy cũ. Bạn sẵn sàng cho những cái thay đổi mới và chúng hứa hẹn sẽ rẽ cuộc đời của bạn sang một cái hướng mới. Đôi khi người có lá số tử vi là 9 cảm thấy chán nản và có những cái cảm xúc chống đối, thôi thúc bạn muốn buông tay. Tuy nhiên là thành công chỉ còn cách bạn một bước chân. Đừng vội buông bỏ khi mà chính bạn biết rằng bạn đủ khả năng cho tất cả mọi việc. Bạn chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi. Bói thần số học năm 2020 thì năm nay là cái năm mà thực sự thành công của bạn. Bạn được vinh danh với cái thành tựu đáng mong đợi. Hãy giải phóng ý tưởng và niềm tin để bước tới những cái chân trời mới của cuộc sống. Bạn trở thành tấm gương cho những người khác noi theo với cái sự can đảm và sức mạnh nội tại. Điều này làm tăng thêm sức mạnh cho sự khôn ngoan của bạn trong các cái quyết định. Hãy lưu giữ cả khó khăn lẫn những cái điều tốt đẹp mà cuộc sống đã mang tới. Tất cả những cái điều đó có ý nghĩa thực tế nào đó. Học cách buông bỏ những cái suy nghĩ áp đặt của người khác lên bạn. Bạn chính là người sẽ tự mở ra một cái cánh cửa kỳ diệu cho riêng mình. Và về cái phương diện tiền bạc thì hiện tại tiền bạc của bạn khá rủng rỉnh, nhưng đừng vì quá phóng khoáng mà cho vay không có yêu cầu cụ thể, có người sẽ mượn mà không trả. Chúng sẽ là cái nguyên nhân thâm hụt tài chính cho những cái năm sau này. Về phương diện tình cảm, tình yêu của bản mệnh trong năm nay khá rực rỡ. Những khó khăn đã qua đi rồi và đây là cái khoảng thời gian để bạn tận hưởng hạnh phúc. Và về phương diện sức khỏe, thời gian này bạn luôn có cái cảm giác mình đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, đó chỉ là cái suy nghĩ chủ quan mà thôi. Bạn có thể không đau xương khớp nhưng vì làm việc quá nhiều và không nghỉ ngơi đúng cách sẽ dễ dẫn tới những bệnh liên quan tới tinh thần. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách dự đoán cái vận cát hung năm 2020 qua cái việc mà xem bói ngày tháng năm sinh. Đây là dựa trên cái cơ sở thần số học sẽ cho ra những cái kết quả dự đoán về thần số học trong năm 2020 này khá chính xác. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.